Kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn. Và Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị bản tin chính thời sự mà cả thế giới chúng ta đang bận tâm, đặc biệt là sau khi cái đập thủy điện nó vỡ. Tình hình các quý vị cũng biết là rất là khẩn cấp ngày hôm qua. Nếu ngày hôm qua các quý vị nào theo dõi diễn đàn á, thì các quý vị đã biết được là lúc mà Nguyên mới vừa chia sẻ là tất cả nguyên thủ quốc gia trên thế giới đều họp khẩn cấp hết. Ngày hôm qua hàng loạt tổ chức trên thế giới đều họp sau khi cái thông tin mà đập thủy điện Kakovska đó đã bị vỡ. Và người ta đã họp, đặc biệt là Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Liên minh châu Âu, tổ chức Liên minh NATO, Liên Hiệp Quốc, có thể là tất cả những cái nhà chính trị hàng đầu của thế giới ngày hôm qua, họ họp về cái số phận của Ukraine, đặc biệt là cái số phận 40.000 người ở dưới hạ nguồn sẽ như thế nào. Cái điều đó đã làm cho người ta rất là lo. Đây nó không phải đơn giản là chỉ có xứng là thiệt hại về tài sản, mà nó còn môi trường. Và đây là cái hành động mà người ta cho rằng không thể chấp nhận được. Cái vấn đề quá tàn nhẫn. Có thể cái hành động này làm cho người ta không chấp nhận. Tất nhiên là Nga vẫn không thừa nhận là Nga đã làm. Nên là hiện bây giờ thì Nga vẫn phủ nhận. Và Nga với Ukraine vẫn hai bên đều đổ lỗi cho nhau. Ukraine thì cho rằng là đây là hành động của Nga đang muốn giết người dân Ukraine. Vì sao cũng là người dân Ukraine tổn thất tài sản của Ukraine. Còn Nga thì đã cáo buộc rằng đây là hành vi của Ukraine để đổ lỗi cho Nga. Nói thật là cái tình hình nó rất là căng thẳng ngày hôm qua. Và sau những cái buổi họp thì ngày hôm nay Nguyên nhận được nhiều chi tiết cụ thể. Đó là chủ đề chính mà bây giờ Nguyên nghĩ là báo chí hay đài vẫn nói cái đề này. Chắc như vậy, chắc là ở Mỹ, ở châu Âu, các cô chú anh chị em đã nghe người ta nói rất là nhiều về cái vấn đề này. Và nó tiếp tục nói vì đây là cái tầm rất là quan trọng. Nhưng mà trước khi đến những bản tin chính thì cho Nguyên cập nhật cho những cái bản tin phụ đề. Nó cũng không có thể nói là yếu kém gì về vấn đề quan trọng đâu. Cái vấn đề mà Nguyên muốn tâm tình đó là cái sự hy sinh của những nhà báo. Các cô chú anh chị em cũng biết là Nguyên đưa tin khá lẹ, đặc biệt là bản tin liên quan đến chiến sự Ukraine. Có nhiều khi Nguyên còn lẹ đưa tin hơn những cái tờ báo chính thống. Và Nguyên được có những bản tin lẹ như vậy là nhờ những cái người hy sinh, những cái người họ đến chiến trường. Họ đưa những thông tin trực tiếp và họ đưa tin rất là lẹ. Và bữa nay người ta thống kê cho chúng ta biết được một năm vừa qua, từ ngày 24 tháng 2 thì tổng cộng 63 nhà báo đã tử vong. Trong đó có 14 quốc gia, các quý vị. Có nghĩa là trong một năm vừa qua 63 nhà báo đã chết ở tại Ukraine. Những cái người là họ đem chúng ta những cái nguồn tin xác thực tình hình cuộc chiến tranh như thế nào, và họ đi đến những nơi nguy hiểm nhất, những cái nơi chiến trường giao tranh không ai bởi bom đạn, và họ đã tử vong. Có những người thì bị cố tình giết chết, có những người chỉ là một cái tai nạn. Tổng cộng chính xác tới ngày hôm nay là 63 người. 14 quốc gia, trong đó có Pháp, có Đức, có Mỹ, có rất là nhiều quốc gia đã, những người nhà báo đã hy sinh. Và nhờ như họ như vậy thì Nguyên mới có những cái thông tin. Và tại sao Nguyên muốn chia sẻ cái bản tin này trước? Vì không có họ, không có sự đóng góp của họ thì chúng ta sẽ không có thông tin xác thực ngày hôm nay. Và Nguyên cũng không có thể chia sẻ với các quý vị. Và Nguyên cảm ơn họ. Và cái sự hy sinh của họ để chúng ta biết được là làm cái nghề nghiệp nào. Tuy rằng họ không phải là người Ukraine nhưng cái sự đóng góp của họ rất là lớn. Đó là cái bản tin đầu tiên để chúng ta nhớ ơn những cái người đã hy sinh về vấn đề đưa truyền đạt thông tin cho chúng ta. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật và chia sẻ với các quý vị vài sự kiện đang khá là nổi bật. Đó là vấn đề máy bay F-16. Các quý vị cũng biết đó, vấn đề F-16. Thì ngày hôm nay sau khi cái đập thủy điện nó vỡ thì cái vấn đề đập thủy điện nó vẫn còn đang tranh cãi. Thì có cái vấn đề khác. Theo nguồn tin cho biết là Tổng thống Zelensky đã có được sự thỏa thuận nào đó. Không nêu lên quốc gia cụ thể mà Tổng thống Zelensky nói rằng là tin vui. Chúng ta đã có cái sự thỏa thuận và F-16 sẽ đến Ukraine trong những ngày sớm nhất. Thì bây giờ chúng ta chưa biết là quốc gia nào sẽ là cái quốc gia cung cấp máy bay F-16. Có thể là Ba Lan,
Vì Ba Lan là trong những quốc gia đang sở hữu F-16 mà đang muốn thay đổi cái quốc phòng của mình bằng F-35. Nên là có thể là Ba Lan, nhưng mà không nêu lên rõ quốc gia nào. Nhưng mà gần đây á, thì lại có một cái tin đồn là Ukraine sẽ nhận được không phải là F-16 mà là FA-18. À, đến từ đâu? Đến từ Úc Châu. Tất nhiên đây là tin đồn nha. À, gần đây nhất thì người ta nhận được một cái tin đồn như thế này là loại máy bay FA-18 của Úc Châu nó không còn hoạt động nữa, sắp sửa không còn nằm ở trong cái phạm vi quân sự nữa. Tổng cộng là 41 chiếc, 41 chiếc các quý vị. 41 chiếc này sẽ không còn hoạt động nữa, kia là về hưu rồi đó. Những loại máy bay đã đúng tuổi và được về hưu. Thì hình như đã nghe đâu một cái nguồn tin là giữa chính phủ Úc Châu và Ukraine đã có thỏa thuận, và 41 chiếc máy bay này sẽ gửi đến Ukraine trong những ngày kế tiếp. Đó, nguyên chưa xác nhận được cái bản tin này mà bắt đầu là mấy ngày gần đây, ngày hôm qua và ngày hôm nay người ta nói rất là nhiều. Cái lý do là F này, cái F mà kêu là F-18, mạng phép là FA-18. Cái loại này á là loại máy bay cũ của Úc, nhưng mà cũ người mới ta. Thì trước sau gì Úc cũng không có sử dụng, Úc chuyển sang mua F-35 của Hoa Kỳ. Nên là trước sau gì là Úc cũng không sử dụng, nên là cho Ukraine, cũ người mới ta. Nên là cái điều này là có thể trong những ngày kế tiếp. Đó là cái bản tin mà được lặp đi lặp lại mấy ngày gần đây rất là nhiều về cái sự kiện là sẽ được FA-18, cái tên nó đặc biệt là như vậy. Thì Nguyên cũng, nếu mà được như thế là Nguyên cũng chúc mừng. Nguyên thực tế là nếu mà Ukraine nhận được cái sự việc này thì là cái tin vui cho Ukraine. Nếu là Ukraine nhận được là cái tin không có cái gì cả, là quá vui. Bản tin vui nữa cho Ukraine đó là chính phủ Pháp của ngày hôm nay đã cho Ukraine tạm thời không trả nợ. Có nghĩa là trong thời gian vừa qua thì các quý vị cũng biết là nhiều quốc gia trên thế giới đã hỗ trợ cho Ukraine và cho Ukraine mượn nợ. Thì anh mượn nợ thì anh phải trả nợ, anh trả mỗi tháng một chút tiền, một chút tiền. Anh không có trả tiền nợ thì anh trả tiền lãi, thí dụ là như vậy. Thì bởi vì cái tình hình kinh tế của đất nước Ukraine không tốt và Ukraine không có đủ khả năng, nên là ngày hôm nay chính phủ của Pháp, quốc hội của Pháp đã thông qua đạo luật tạm thời cho Ukraine không cần trả nợ. Có nghĩa là thiếu nợ bao nhiêu để qua bên đi, không cần lo. Cái này lo ha. Chủ nợ của Nguyên ơi, có thể tạm dời được không? Nguyên thấy Ukraine là ngon đó. Nhiều quốc gia đã tạm thời đã cho Ukraine có một cái thời gian là không cần trả nợ trong thời gian này. Nên là đất nước Pháp ngày hôm nay đã ký xác lệnh là tạm thời cho Ukraine không cần trả nợ, mà không có giới hạn thời gian, nói chuyện lạ lắm. Nên là không biết chừng nào Ukraine mới trả. Nên là tổng cộng là Ukraine cũng sướng là không cần phải trả nợ, mượn tiền không trả là ngon rồi. Các quý vị, mượn tiền không trả là thấy ngon rồi đó. Thấy có lý, có lý, có lý, có lý. Thì người ta cũng thông cảm trong cái bối cảnh chiến tranh mà ép Ukraine thì cũng không được cái gì đâu. Ép Ukraine thì Ukraine kêu là phá sản thì còn lỗ chết nữa. Nên là người ta cho tạm thời, cái anh tạm thời không cần trả nợ. Đó là bản tin vui vui cho Ukraine mà Nguyên dành cho các quý vị. Và bây giờ thì chúng ta đi vào những bản tin chính. Bản tin chính ngày hôm nay. Ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị cái bản tin chính liên quan đến cái đập thủy điện mà các quý vị nhận khá sớm đến từ Nguyên. Và cho Nguyên cập nhật hết cái tình hình của đập thủy điện, tình hình cái bối cảnh bây giờ, cái buổi họp giữa Mỹ họp xong, rồi châu Âu họp, NATO họp, rồi hàng loạt nguyên thủ quốc gia họp, cái kết luận nó như thế nào sau 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Đây là cái chuyện lớn chứ không phải là chuyện nhỏ, vì cái cuộc chiến tranh này bây giờ nó đã đi qua một cái giai đoạn khác rồi. Và cái hành động, cái đập thủy điện vỡ vừa qua nó đã làm cho cả thế giới đau đứng. Các người biết là cái thông tin nó lẻ đến mức độ mà khi lúc mà thông tin vừa ra, hừng sáng vừa ra, là cả thế giới thông tin nó được gửi ra đến từ tất cả những quốc gia. Là tình báo của Anh quốc, của Mỹ nhảy vào cuộc, quốc phòng của Mỹ họp khẩn cấp, NATO họp khẩn cấp, châu Âu họp khẩn cấp, Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp. Ngày hôm qua tôi nói thật tí các vị là nó trao đảo về cái vấn đề này.
câu chuyện nó trải qua 24 tiếng đồng hồ thì Nga và Ukraine vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau ha. Hiện bây giờ thì Anh Quốc á, ông nói là bây giờ cái vấn đề này đó chúng tôi đang gửi chuyên gia tình báo để mà nghiên cứu. Bây giờ tôi không dám khẳng định là ai làm. Tôi không dám khẳng định là ai làm cả. Đầu tiên là cái báo cáo của Anh Quốc lúc mà nghe cái tiếng nổ đó. Thì ông Anh Quốc mới nói là bây giờ tôi đang gửi chuyên gia và giới vệ tinh và giới tình báo của chúng tôi để chúng tôi biết là tình hình tại sao cái vấn đề nó đã xảy ra và cái thảm họa nó sẽ như thế nào trong những ngày kế tiếp. Thì ông Anh Quốc ông không khẳng định là ai làm. Nhưng cách đây không lâu, một tiếng đồng hồ, cái báo cáo của Mỹ gần nhất, thì cái báo cáo của Mỹ đây gần nhất luôn, tình báo của Mỹ báo cáo gần nhất, thì họ nói rằng là chúng tôi đã có bằng chứng kẻ thủ phạm làm vỡ đập thủy điện đó là lực lượng của Nga. Các cô chú và anh chị em, ông Mỹ ổng không ngừng ngại và ổng nói là chúng tôi đã có bằng chứng cụ thể. Mà cái điều này nó cũng dễ hiểu. Bây giờ ông Ukraine làm vỡ cái đập này nó có lợi cái gì? Các quý vị biết là cái đập thủy điện này nó cung cấp điện lực cho 3 triệu dân Ukraine. Đặc biệt là trong cái giai đoạn là Ukraine đang cần điện lực, Ukraine đang cần điện, Ukraine đang thiếu điện. Những cái nhà máy điện của Ukraine đã bị bom đạn của Nga tấn công vừa qua. Và cái này nó không chỉ có cung cấp điện đâu, nó còn cung cấp nước sạch. Cái đập thủy điện này nó vỡ, nó làm ảnh hưởng rất là lớn cho 3 triệu dân Ukraine sẽ không có điện và cũng không có nước. Và đặc biệt hơn nữa là cái sông nó đang ngập, nó đang tràn lan, nhà cửa trôi. Bây giờ nước nó dâng cao hơn bình thường 3.5-4 mét. Và nó còn tiếp tục, 24 tiếng đồng hồ rồi nó vẫn còn tiếp tục dâng. Và nó làm cho cái cuộc qua sông để lấy lại kẹt sơn của Ukraine không được. Thì làm gì Ukraine phải làm chuyện đó? Chỉ có Nga mới có lợi trong cuộc việc này thôi. Cái điều đó Nguyên nghĩ là ai cũng biết. Nhưng mà ông Nga thì tuyệt đối là từ chối, phản bác cho rằng là chúng tôi không có làm việc này. Nhưng mà Hoa Kỳ thì ngày hôm nay đã chứng thực là Hoa Kỳ có bằng chứng cụ thể là do hành động của Nga. Ngoài ra thì bản tin cách đây cũng rất là nóng. Ukraine đã thông báo qua bên Quốc hội phải chi ra khẩn cấp 40 mấy triệu đô la khẩn cấp về vấn đề điện lực và nước để cung cấp cho mấy triệu dân. Vì cái đập thủy điện này nó vỡ thì có nhiều nhà sẽ không có nước sạch và nhiều nhà sẽ không có điện, và phải chi ra khẩn cấp 40 mấy triệu để lập ra cái đường ống nước để có thể cung cấp cho dân có nước. Thì các quý vị biết cái tai hại cỡ nào. Và bây giờ chúng ta sẽ nói cái tai hại cụ thể. Tổng cộng là có khoảng tầm 40.000 dân đang sống trong sự đe dọa bị lũ lụt. Nhưng mà nó chia ra làm hai bên. Vì cái hạ nguồn á, cái hạ nguồn á là ở khu vực Kherson á, là một bên á là do Ukraine quản lý, một bên là Nga quản lý. Bên của Ukraine quản lý tầm khoảng 16.000 dân. Còn con số còn lại là nằm ở bên Nga. Thì tình hình đầu tiên lúc mà bắt đầu nghe được cái thông tin là cái đập thủy điện vỡ, sau đó Nga tấn công vào, thì phía bên chính quyền của Zelensky đã ban lệnh khẩn cấp điều động để sơ tán dân. Thì cái sự thiệt hại sinh mạng bên Ukraine thì không nhiều. Tài sản thì mình không nói rồi, nhà cửa bây giờ là lũ lụt trôi hết. Thì người dân đang được sơ tán và sơ tán sẽ trong vòng nhiều ngày. Hiện bây giờ các vị sẽ thấy được có rất là nhiều người họ leo lên nóc nhà. Họ leo lên nóc nhà. Mà có những người cũng là ngoan cố không chịu rời đi. Nhiều người chết cũng không chịu rời đi. Chết cũng không chịu rời đi. Ngồi trên nóc nhà cũng không chịu rời đi. Thà leo trên cây, trên cỏ, trên núi mà cũng không rời đi khu vực. Thì bây giờ là bên phía bên Ukraine họ đang sơ tán dân. Mà Ukraine, cái may mắn của Ukraine đó là có Liên Hiệp Quốc họ vào cuộc. Liên Hiệp Quốc họ vào cuộc nên là họ sơ tán hỗ trợ. Nên là 16.000 dân của Ukraine sơ tán á, thì nó không có gì khó. Nó không có gì khó. Đang tiếp tục sơ tán. Nhưng ngược lại bên Nga thì chẳng có ai có một cái kế hoạch nào sơ tán hết. 20 mấy ngàn dân Ukraine ở bên biên giới do Nga quản lý thì hiện bây giờ không biết số phận như thế nào. Vì Nga không có đưa ra bất cứ một cái kế hoạch sơ tán hay là trợ giúp gì cả.
Hiện bây giờ thì ngày hôm nay á, bên Liên Hiệp Quốc họ họp xong á, họ báo cáo khẩn cấp là bây giờ đó họ muốn can thiệp vào cả hai bên, họ muốn giúp đỡ cả hai bên, cả luôn Nga và phía bên Ukraine quản lý. Họ sẵn sàng gửi nhân viên Liên Hiệp Quốc và về vấn đề nhân đạo để giải cứu, hỗ trợ. Vì cái số lượng người khoảng tầm 40.000, và họ không thấy cái dấu hiệu bên Nga có một cái đưa ra một cái lịch trình giải cứu dân gì cả. Nên là Liên Hiệp Quốc đã lên án cái hành động mà Nga yếu kém về cái vấn đề sơ tán dân, và Nga chậm trễ, Nga không đưa ra cái kế hoạch cụ thể, Nga không có chuẩn bị cái gì cả. Và họ muốn bước chân vào lãnh thổ của Nga, tức là gửi những cái người sơ cứu. Nhưng Nga vẫn chưa đồng ý. Nga vẫn chưa đồng ý. Nhưng mà họ đã gửi người rất là lẹ, các vị, gửi nhân viên Liên Hiệp Quốc đi vào ở cái nơi thành phố ở miền nam Kherson đã sơ tán dân, ở tại đó là có rồi. Nga hiện bây giờ vẫn chưa đồng ý cho vấn đề Liên Hiệp Quốc vào cuộc để hỗ trợ sự giúp đỡ về lương thực và sơ tán dân thường ở khu vực hạ nguồn. Và tình hình nó căng như dây đờn. Sau cái sự việc đó thì cái buổi họp an ninh ở tại Mỹ mở buổi họp ngay lập tức, khi cái đập thủy điện là trong vòng mấy tiếng đồng hồ là Mỹ, là quốc phòng của Mỹ là họp liền. Sau cái buổi họp sau thì Tổng thống Joe Biden đã có xuất hiện trên báo chí. Ông ta nói như thế này nè: dù sự kiện gì xảy ra, đặc biệt là đang sự kiện như thế này, một cái sự tàn bạo mà Putin đang làm, một sự tàn bạo vô nhân đạo mà Putin đang làm, chúng ta hãy đoàn kết cùng Ukraine để ngăn chặn những cái hành động tàn bạo này của Putin. Và chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine để hỗ trợ cho Ukraine đến ngày Ukraine chiến thắng. Có nghĩa là các quý vị phải hình dung được là ngày hôm qua hàng loạt những quốc gia trên thế giới đều phải bỏ hết tất cả mọi việc để họp vấn đề của Ukraine. Thì trong cái dấu hiệu cho biết là Hoa Kỳ rất là phẫn nộ với cái hành vi, và Hoa Kỳ đã cam kết sẽ có những cái đáp trả, đặc biệt là Liên minh châu Âu. Đặc biệt là ông Charles Michel ngày hôm qua nguyên cặp những cái ông nói là đây ông không thể tha thứ cho Nga được, và Nga phải trả giá những cái hành động mà Nga đã làm. Đây là một cái hành động tàn ác, ông kêu là một hành động tàn ác, đã dùng đập thủy điện làm vũ khí để giết người dân Ukraine. Vì cuối cùng là chỉ có người dân Ukraine chết thôi. Nhưng mà hiện bây giờ cái con số ca tử vong thực tế thì nó thật tí, cô chú anh chị em thì chúng ta không nắm rõ. Đặc biệt là bên Nga chúng ta không rõ. Cái may mắn thay ở tại Ukraine á, thì hiện bây giờ được sơ cứu rất là tỉ mỉ và không có bao nhiêu người tử vong cả. Hiện bây giờ hình như là chưa có báo cáo cụ thể. Chắc chắn là có người tử vong đó, nhưng mà chưa có báo cáo cụ thể. Nhưng mà sơ tán được một cách rất là tốt đẹp. Có nghĩa là được cái sự cứu cấp rất là lẹ đến lực lượng của Ukraine và với Liên Hiệp Quốc. Nên là, và những cái người mà họ bị mất hết tất cả tài sản, nhà cửa của mình thì cũng đang được ở một cái nơi có thể nó rất là an toàn và được cung cấp lương thực rất là đầy đủ. Thì đây là một cái sự hành động tốt đẹp của Ukraine mà họ làm rất là lẹ, các cô chú anh chị em. Còn ngược lại cái số phận 20,000+ ở bên Nga thì hiện bây giờ người ta không biết như thế nào. Và tình hình nó còn tiếp tục. Tất nhiên ngoài cái vấn đề đó, nó còn vấn đề môi trường. Và người ta lên án rất là nhiều. Những cái tổ chức môi trường á, người ta lên án. Cái tổ chức bảo vệ động vật, người ta cũng lên án. Có thể nói là nó làm cho cả thế giới bị gây sốc với cái hành động mà làm vỡ đập thủy điện để ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine. Thì ngày hôm nay Tổng thống Zelensky ông ta mới nói một câu đó là cái hành động của Nga nó cũng không có tác dụng gì. Cái sự tàn bạo của Nga nó chỉ có nói cái khuôn mặt thực tế con người của Nga. Nhưng mà cách hành động của Nga để ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine cũng sẽ không tác dụng. Ukraine không tấn công đường này thì sẽ tấn công bằng đường khác. Không đi qua sông được thì sẽ đi bằng con đường khác mà thôi. Nên là cái họ cao lắm có thể làm chậm trễ đi một thời gian, nhưng nó còn không có cách nào làm tác động được cái cuộc phản công của Ukraine. Và cái cuộc phản công của Ukraine cũng sẽ không có trì trệ lại. Và cái điều quan trọng hơn nữa, sau cái sự việc đó thì có một cái quốc gia, đó là Hungary. Thì cũng cái quốc gia nó ở gần Romania nè. Tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hungary, ông ta lên án cái hành động tàn bạo của Nga. Và ông ta nói rằng là cho tôi gửi thông điệp đến cho Ukraine rằng tôi đại diện cho đất nước Hungary. Chính phủ của chúng tôi sẽ có một cái vai trò lớn
trong đó là chúng tôi muốn hỗ trợ sát cánh cùng Ukraine và chúng ta cùng nhau đem lại hòa bình cho Ukraine bằng cách đánh lùi kẻ xâm nhập. Ông này là ông mới đó, mới được bổ nhiệm. Ông này là mới được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hungary. Ông nói là ông sẽ sát cánh cùng Ukraine. Cái câu ông nói mới rất đáng sợ. Sát cánh là gì? Chắc là được. Cùng Ukraine đánh chiến tranh hay gì? Sát cánh cùng Ukraine đánh lùi kẻ địch xâm lược. Thì đây là một cái lời phát biểu, và càng ngày thì các quý vị cũng biết là ngày hôm nay bà Ursula von der Leyen, là bà chủ tịch Liên minh châu Âu, bà phẫn nộ vô cùng tận. Bà dùng từ khá là khó nghe cho Nga ngày hôm nay. Với sau khi cái vấn đề đập thủy điện nó tan vỡ, thì bà thì cái bà này bà rất là lịch sự. Bà Ursula von der Leyen là cái bà chủ tịch Liên minh châu Âu, bà rất là lịch sự. Ít có khi nào mà Nguyên thấy bà có một cái, dù bà không thích nhưng bà cũng dùng những cái từ ngữ rất là dễ nghe, dễ lịch sự. Nhưng là chỉ có đợt này là Nguyên thấy là bà phẫn nộ với cái căm phẫn với cái hành động đó, sự tàn bạo đó, bà không tha thứ và chấp nhận được. Bà nói là Nga sẽ trả giá đắt sau cái buổi họp kế tiếp của Liên minh châu Âu. Và bà kêu gọi Liên minh châu Âu chuẩn bị có một buổi họp, mục đích chính là trừng phạt tội ác của Nga đã làm vừa đây. Đó, bà nói là tôi mở cái buổi họp rồi các ông sẽ biết tình hình ở trong một cái giai đoạn phản công của Ukraine nó khá là kịch liệt. Khi lúc đó nội bộ của Nga đang xào xáo. Cho Nguyên đọc giấy sơ các cô chú anh chị em, bữa nay Nguyên bận quá, Nguyên cũng không có nhớ nữa các quý vị. Nguyên phải viết trên cái tờ giấy mà Nguyên mới đọc để Nguyên chia sẻ cùng các quý vị, để không là Nguyên quên mình mới nói cái gì rồi. Đó là cái bản tin liên quan đến vấn đề nhà máy, và hiện bây giờ cái nhà máy nó đang còn cái đập thủy điện, xin lỗi, nó đang liên lụy đến cái nhà máy hạt nhân. Thì ngày hôm nay ông giám đốc nhà máy hạt nhân trên toàn cầu là tổ chức IAEA đó, ông nói bây giờ là tình hình khá là nguy cấp. Tôi không biết là nó có ảnh hưởng gì không đến nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Cho tôi mạn phép gửi phái đoàn khẩn cấp đến nhà máy Zaporizhzhia để mà kiểm tra. Thì đây là cái đề nghị của ông. Ông nói bây giờ là cái nguồn điện này nó cung cấp trực tiếp cho nhà máy hạt nhân luôn. Bây giờ cái này nó không còn điện nữa thì nhà máy hạt nhân như thế nào? Thì hiện bây giờ nó sẽ nói là bây giờ nó ở những khu vực đó bây giờ người ta tán quả hết, vì tình hình nó rất là phức tạp. Nên là hiện bây giờ thì cái tổ chức IAEA họ muốn gửi nhân viên khẩn cấp mà đang xin phép phía bên chính quyền của Nga địa phương cho họ đến, nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Thì tình hình nó đơn giản là nhà máy hạt nhân đang vỡ, thì cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga vẫn khốc liệt ở tại nhiều mặt trận, đặc biệt là mặt trận Bakhmut. Vẫn khốc liệt giao tranh các quý vị. Thì cuộc giao tranh nó đang diễn biến ra khá là phức tạp. Thì ngày hôm nay phía bên chính phủ của Ukraine á, họ công bố là họ đã bắn rơi một chiếc Su-27 Su-27 của Nga. Bí mật nói cho các quý vị nghe, cái Su-27 này là bạo gan lắm, vì nó bay trên lãnh thổ Ukraine. Vì 8 tháng vừa qua rồi không có một chiếc máy bay nào bay trên lãnh thổ của Ukraine hết. Một chiếc máy bay nào mà bay vô lãnh thổ của Ukraine thì là chiếc máy bay đó 99% sẽ bị bắn rơi. Vì bởi vì Nga ngày hôm nay đã dùng một chiếc máy bay xâm nhập vào trong lãnh thổ của Ukraine, cả luôn trong cái khu vực mà do Nga quản lý, thì đã bị bắn rơi mà Ukraine mới công bố. Và Nga cũng có tấn công hỏa tiễn máy bay không người lái rất là nhiều ngày hôm nay, nhiều tỉnh thành, đặc biệt là khu vực Zaporizhzhia và khu vực Donetsk. Bây giờ chúng mình cập nhật cái tình hình của Bakhmut. Đang có một cái sự cho Nguyên nói là xu hướng tốt cho Ukraine. Sau khi Prigozhin Wagner rời khỏi khu vực Bakhmut thì các quý vị cũng biết rồi đó. Thì ông Prigozhin ngày hôm qua mình có chia sẻ đó, là ông nói cao lắm là lực lượng chính thống của Nga cầm cự ở đó được 2 tuần. Thì ông nói như vậy, ông nói bây giờ là Wagner mà đi rồi, Wagner không còn ở đó nữa, thì lực lượng của Nga cao lắm là cầm cự 2 tuần là sẽ bị Ukraine lấy lại. Thì cái lời nói của ông Prigozhin á, nó sắp sửa thành sự thật rồi.
Ngày hôm nay ở khu vực Bakhmut thì lực lượng chính thống của Nga đang bảo vệ Bakhmut đã thất tủ nữa rồi, là phải lùi nữa. Ukraine đã lấy được thêm nhiều cây số ở tại Bakhmut nữa, nhiều ngôi làng ở tại xung quanh Bakhmut Ukraine đã lấy được nữa rồi. Trong vòng 2 ngày, những cái gì mà Ukraine đã mất bắt đầu lấy lại dần. Trong vòng 2 ngày giao tranh sau khi lực lượng Wagner rút ra khỏi Bakhmut, thì chúng ta thấy được là cái lời nói của ông Prigozhin nó là sự thật các quý vị, mà ông cố tình sự thật. Prigozhin đang chờ đợi cái thời cơ mà lực lượng chính thống của Nga thất thủ ở tại Bakhmut để chứng minh với Putin rằng là không có Wagner là Putin không làm được cái gì hết. Đó, cái tình hình nó là sao ta, nó ly kỳ như vậy. Trong cái cuộc của nó là cái cuộc mà phản công của Ukraine, và cái thành công của Ukraine hiện bây giờ nó chưa có rõ lắm, nhưng đã đạt được những thành quả lớn lao các quý vị ở khu vực Bakhmut. Tất nhiên hiện bây giờ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông ta không muốn cho Wagner tham chiến bất cứ chỗ nào. Hiện bây giờ lực lượng Wagner đang ở không, đang rảnh rỗi. Khi lúc đó lực lượng Wagner muốn quay trở lại thành phố Belgorod để mà bảo vệ, thì phía bên chính phủ của Nga cũng không đồng ý. Và hiện bây giờ thành phố Belgorod cũng đang cực kỳ là sôi động. Lực lượng mà kêu là giải phóng Nga vẫn đang nằm ở thành phố Belgorod. Họ vẫn không lùi binh và cuộc chiến tranh vẫn khốc liệt ở tại nơi này. Khi lúc đó các quý vị thấy nó vô lý không? Lực lượng Wagner đang ở không, mà không được quyền đi đâu cả. Chúng ta biết là cái mâu thuẫn ở trong quân đội nó lớn cỡ nào, nó lớn cỡ nào. Khi lúc đó chúng ta thấy được cái điều này là cái cơ hội lớn cho Ukraine có thể làm một cái tác tay rất là lớn, có thể lấy lại Bakhmut trong những ngày gần tiếp. Đó là cái điều mà Nguyên mong đợi, cái điều Nguyên mong đợi. Cái điều mà chúng ta đang trình coi chút xíu nữa, đó là bây giờ là ngày hôm nay sau cái buổi họp của Mỹ, và Mỹ mở cái buổi họp của Liên minh NATO, thì ông John Stoltenberg ông ta khẳng định một câu với Nga, và ông ta nói với tất cả những thành viên, 31 thành viên của Liên minh NATO rằng chúng ta không tha thứ cho Nga cái hành động làm đập vỡ thủy điện, và chúng ta phải bắt Nga phải trả giá đắt với cái hành vi này. Đây là lời ông John Stoltenberg trước khi buổi họp ngày hôm nay của Liên minh NATO. Các quý vị, thì Nguyên không biết là cái buổi họp của Liên minh NATO ngày hôm nay nó sẽ biến chuyển như thế nào. Mỹ thì họp riêng rồi, Liên minh châu Âu cũng đã họp riêng rồi, những cái quốc gia, mỗi quốc gia họ đã có họp rồi, thì ngày hôm nay họ họp chung về cái tình hình của đập thủy điện. Thì ông John Stoltenberg ông nói là cái buổi họp này chúng ta, mục đích chúng ta là cái gì? Là để cho Nga trả giá, phải làm cho Nga trả giá. Thì Huy không biết cái buổi họp này nó kết thúc thì cái quyết định chung cuối cùng nó là như thế nào. Nguyên còn chưa biết, vì cái đó Nguyên không có nhận được thông tin bây giờ. Chiều nay qua mai chúng ta mới biết cái kết quả là cái buổi họp chính thức qua vi tính. Thì phía bên Liên minh NATO sẽ đưa ra cái kết luận như thế nào. Còn châu Âu thì vài ngày nữa mới họp. Bà Ursula von der Leyen bà mới có đề nghị ngày hôm nay thôi. Châu Âu, Liên minh châu Âu sẽ vài ngày nữa họp. Thì Nguyên không biết là chiều ngày hôm nay, sáng ngày mai thì chúng ta sẽ có cái kết quả là châu Âu sẽ dùng, phải là, xin lỗi, NATO sẽ dùng biện pháp nào để mà đối đầu với Nga với cái hành vi ở tại làm vỡ đi đập thủy điện. Thì bây giờ thì vỡ đi đập thủy điện thì tấn công miền Nam là kết thúc, qua sông Dnipro là không còn nữa, vậy thôi. Vậy thì Nga sẽ chú tâm phòng bị ở miền Bắc và chính giữa ở miền Trung, vì miền Nam thì Ukraine không còn cửa để qua nữa rồi, vì cái con sông gì nó lên quá lớn, quá lớn, bây giờ sập lở khắp nơi. Gọi đặc biệt là mìn. Bây giờ người ta sợ nhất là mìn. Vì chắc vì cũng biết là cặp mé sông đó, trước đó hai bên đều gài mìn hết. Và bây giờ nước sông nó tạt lên, mìn nó trôi. Rồi nó cho đủ chỗ nơi cả. Nên là hiện bây giờ người ta lo lắng nhất là mìn. Tại vì cái cặp lở mé sông là mìn nó trôi hết. Hiện bây giờ là người ta không biết làm sao để giải quyết cái thảm họa mìn nó trôi xuống sông. Thì bây giờ tạm thời bây giờ nó là tin nó vẫn còn nóng và chưa có giải quyết được cái vấn đề cụ thể.
Nên là người ta lo lắng rất là nhiều. Bây giờ đầu tiên nhất là lo lắng sinh mạng con người. Thì vấn đề sinh mạng bên Ukraine thì ok rồi đó. Bên Ukraine thì Nguyên coi rất là phóng sự rất là nhiều, và liên lạc với mấy người làm việc bên bển thì người ta nói là rất là tốt, rất là tốt. Sơ tán dân Ukraine 16 triệu dân được sơ tán một cách đàng hoàng, và hình như là không có người nào thiệt mạng. Còn bên Nga thì hoàn toàn không nhận bất cứ một cái điều nào tốt đẹp cả, làm cho người ta rất là lo lắng. Thì cái tình hình trong một cái bối cảnh tới ngày hôm nay thì chúng ta đã nhận được khá là nhiều những cái sự kiện mà chúng ta thấy rồi là nó càng ngày nó càng nguy kịch. Nó càng ngày nó càng nguy kịch. Nguyên không nhớ nha cô chú anh chị em, bữa nay Nguyên cáo lỗi cùng các quý vị. Lâu lâu Nguyên làm chương trình mà Nguyên phải đọc giấy đó, Nguyên viết cho cái tờ giấy nhỏ như này, viết, viết những chi tiết để mà mình, bởi vì bữa nay Nguyên bận việc quá, cái đầu óc của Nguyên nó không thể tập trung được. Nên là Nguyên không có thể nhớ hết tất cả cái bài của mình viết được, nên là bắt buộc phải nhìn trong giấy mới nhớ. Và bây giờ các người biết cái chuyện gì xảy ra không? Ngày hôm nay ông Trung Quốc ông lên tiếng. Sau khi cả thế giới Mỹ họp, Canada họp, Úc Châu họp, Pháp họp, ai cũng họp về cái vấn đề đập thủy điện, thì ông Trung Quốc cũng đúng là cái vai trò. Ông nói là tôi rất là quan ngại. Cái câu rất là quen thuộc không? Về cái tình hình cái đập vỡ thủy điện, đặc biệt là vấn đề nhân đạo, sinh mạng của con người, chúng tôi vô cùng lo lắng. Hết. Hết các quý vị. Nguyên không biết ổng phát biểu như vậy để làm cái gì. Bây giờ anh lo lắng thì anh gửi tiền đi, anh gửi nhân lực đi giải cứu đi, hay là anh lên án Nga đi. Không, tôi rất là quan ngại, tôi rất là lo lắng vì sinh mạng của con người. Hết. Có nghĩa là nói cho nó có, cô chú anh chị em, mà chúng tôi cũng có lo lắng đó. Chúng tôi cũng lo đó, chúng tôi cũng bận tâm đó. Nó có tác dụng gì? Anh giống như Mỹ, ta nói ok, tôi sẽ trừng phạt Nga, tôi gửi nhân lực để giải cứu, lương thực, tiền bạc. Cái gì nó cụ thể lên một chút, nó cụ thể lên một chút. Bây giờ tôi lo lắng, tôi quan ngại, rồi hết. Vậy Nguyên không hiểu ổng quan ngại, lo lắng làm gì? Cái sự lo lắng, quan ngại của ổng nó có thay đổi được cái gì không? Nó có giúp đỡ được người nào không? Không có. Nhưng mà bữa nay thì ông Trung Quốc cũng có phát biểu cái này ổng lâu đâu, một tiếng hồ gì đó. Phát biểu tiếng hồi rồi đó. Thì ổng thấy ai cũng làm hết. Nó thực tế là ngày hôm qua là ai cũng bận và làm họp hết, thì ổng cũng bắt chước theo các vị. Nhưng mà đó là cái lời phát biểu của ông Trung Quốc. Lời phát biểu của ông Trung Quốc. Thì nói chung chung, tình hình bối cảnh ngày hôm nay cực kỳ phức tạp. Nó không giống như cái cuộc phản công giống như vừa qua nữa. Đặc biệt là cuộc chiến tranh ngày hôm nay nó không nằm ở mặt trận miền Nam mà chúng ta mong đợi nữa rồi. Vì đập thủy điện mà Nga khôn vô cùng. Nga làm như vậy thì Nga có thể dồn binh ở tại khu vực miền Bắc và Sakhalin-2 để phòng thủ. Vì cái mặt trận chiến trường ở miền Nam đến Bắc là 1.000+ cây số. Và bây giờ thì tất cả những tỉnh thành miền Nam thì Ukraine không còn có thể qua sông để mà xâm lược. Nhưng mà cái thảm họa nhân đạo nó lớn vô cùng. 3 triệu dân sẽ không có điện. Các quý vị, 3 triệu dân bây giờ là mùa hè. Nếu là mùa đông thì cái kết quả như thế nào? Nếu các người suy nghĩ đi. Rồi bây giờ thì không phải là điện là chuyện nhỏ, vì mùa hè điện là chuyện nhỏ, nhưng mà nước là chuyện lớn. Hiện bây giờ thì Ukraine mới cập nhật chi ra 48 triệu để làm cái ống nước để cung cấp cho dân khẩn cấp, vì không có nước xài. Nó là tình hình trong những ngày kế tiếp sẽ có những cái sự đột phá hơn mà Nguyên cập nhật cho các quý vị. Chương trình này Nguyên làm ngắn thôi, vì Nguyên không có nhiều thời gian. Nguyên tạm thời ngừng cái chương trình này vì thời gian của Nguyên rất là hạn hẹp. Người bỏ tôi đi như áng mây lẻ loi tận phương trời, như gió bay hoa rơi buồn cho người, như chiếc hồn ta chào nhau lần cuối. Người bỏ tôi đi oan kiên hay nghiệt ngã,
cho đêm thâu vật vã, trái tim tôi sẽ đơn côi từ đây. Người bỏ tôi đi theo tiếng mưa rơi tận núi đồi, theo bóng chim bay tận xa vù, theo dấu chân hoang một loài thú. Người bỏ tôi đi vô tư và lặng lẽ, cho tim tôi quạnh quẽ, biết yêu ai sẽ đau thương, sẽ tơ vương, sẽ đoạn trường. Người ơi tình tôi có gì không vui lòng người, sao người không nói một lời để tôi một đời khắc khoải gọi thầm tên ai. Lòng tôi vẫn mang mối tình xưa trên tay, hỏi cây hỏi mây có đổi thay. Từng hạt mưa rơi có nhắc cho ai một quãng đời, có thấy run run bờ môi người, có thầm trong tim từng lời nói. Người đã quên tôi sao trong tôi còn nhớ, trong tim trong nhịp thở dấu thương đau dấu bao lâu, trái tim tôi vẫn tôn thờ. Bỏ tôi đi theo tiếng mưa rơi tận núi đồi, theo bóng chim bay tận xa vù, theo dấu chân hoang một loài thú. Người bỏ tôi đi vô tư và lặng lẽ, cho tim tôi quạnh quẽ, biết yêu ai sẽ đau thương, sẽ tơ vương, sẽ đoạn trường. Người ơi tình tôi có gì không vui lòng người, sao người không nói một lời để tôi một đời khắc khoải gọi thầm tên ai. Lòng tôi vẫn mang mối tình xưa trên tay, hỏi cây hỏi mây có đổi thay. Từng hạt mưa rơi có nhắc cho ai một quãng đời, có thấy run run bờ môi người, có thầm trong tim từng lời nói. Người đã quên tôi sao trong tôi còn nhớ, trong tim trong nhịp thở dẫu thương đau dẫu bao lâu, trái tim tôi vẫn tôn thờ. Người đã quên tôi sao trong tôi còn nhớ, trong tim trong nhịp thở dẫu thương đau dẫu bao lâu, trái tim tôi
tôi vẫn tôn trọng.